cảm ơn quý vị đã không rời màn hình. Và bây giờ để tiếp tục câu chuyện với chữ ngậm trong truyện Kiều của cụ Nguyễn Du. Câu kế tiếp mà Thanh Giang đọc được là: chị dầu thịt nát xương mòn, ngậm cười chín suối hãy còn thơm lây. Cụ Nguyễn Du đã nói với hàm ý gì thưa giáo sư? Thưa giờ khi mà nói đến chữ chín suối này thì quý vị thấy hồi xưa người ta tin là ở dưới địa ngục nó có chín con suối màu vàng. Cái là họ gọi là suối vàng đó. Hoặc là cửu tuyền đó, hoặc là chỉ đó hoàn tuyền đó. Thì nó xuất phát từ một câu chuyện thời gọi là Trịnh Trang Công. Trịnh Trang Công có người vợ sinh ra đứa con, người vợ sinh ra đứa con đầu tiên đó là tên là Ngộ Sinh. Ông này rất có hiếu với mẹ, nhưng mà tại vì sinh con đầu lòng nên chỉ vợ mẹ và cảm thấy quá đau đớn khi trước sinh đứa con. Và có lẽ đứa bé trong bụng mẹ nó nghịch, nó đạp, tôi không biết. Cho nên bà mẹ có vẻ không ưa cái đứa con đầu lòng này, cái cậu Ngộ Sinh này. Đến khi mà cậu sinh ra thì mặc dầu rất có hiếu với cha mẹ, với mẹ, nhưng mà bà mẹ không ưa cái cậu này. Cho mãi đến khi sau sinh đứa con đầu tiên tên là Đoạn, khi mới sinh đứa con đầu tiên là Đoạn rồi thì bà mẹ bà thương con hơn, bởi vì nó ít đau đớn hơn là đứa đầu. Thế thì khi mà hai anh em lớn lên thì nhà vua Trịnh Trân Công mới có ý là theo cái lệ đầu thường thông thường là truyền ngôi cho cái con trưởng chứ không truyền ngôi cho con thứ. Nên bà mẹ bà tìm cách bà mưu đoạt cái ngôi đó cho cái đứa con thứ của mình, nên chị mới tìm cách này thì cách kia để có thể ly gián hoặc là làm thế nào để mà lấy được cái ngôi vàng cho cái đứa con thứ của mình. Thì cái cậu Ngộ Sinh này sau khi nối ngôi cha thì biết được cái ý của bà mẹ mình, như vậy liền tìm cách giết thằng em đi. Nhưng mà sau một thời gian thì cái cậu mới thấy rằng cái chuyện mình làm nó lại quá sức gian ác, và mình vốn là mình có hiếu với mẹ mình chứ đâu phải là mình ghét mẹ đâu, thành ra tìm mọi cách để mà gặp mẹ. Nhưng mà tại vì ông có một cái lời hứa, cái lời nguyền là chỉ khi nào chết xuống dưới âm phủ, xuống dưới cái hoàng tuyền đó thì mới gặp được. Thì có một cái ông quan ở trong triều, ông nói bây giờ nhà vua mà muốn gặp mẹ mà khỏi mất cái lời hứa đó đi thì xin hãy đào cho sâu xuống dưới đất đó, cho đến dập cái dòng nước ngầm ở dưới đó, thì đào làm một cái cốc nhỏ và đưa mẹ xuống dưới đó để ở. Thì khi mẹ xuống dưới đó coi như là mẹ đã chết rồi đó. Lúc bây giờ cái vua là mới xuống thăm mẹ dưới đó. Thì khi mà hai mẹ con gặp nhau dưới gọi là suối vàng đó thì ôm nhau khóc thảm thiết, và bà mẹ mới hiểu được cái tấm lòng của đứa con đầu của mình. Và lúc bây giờ thì cái nỗi khổ, nỗi buồn, nỗi căm ghét của bà mẹ đối với con tan biến đi hết tất cả mọi thứ. Vì cho nên khi mà nói đến cái câu này phải nói đến cái chuyện, cái tích đó. Để mà nói rằng cái lời nguyền không nên quý vị sống, không nên thề, không nguyền cái gì hết. Ví dụ như có một giúp lúc đó mình giận dỗi quá, mình nói ta thề là bị cái này bị cái kia là không nên, vì cái lời thề nó sẽ đi với mình cho suốt đời. Và vì vậy cho nên cũng cái dân dịp này tôi kể cho quý vị có khái niệm. Dạ, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, khi mà mình nói đến cái nụ cười đó thì tại sao mà khi mất rồi á lại ngậm cười mà không phải là cười toe toét hay là cười vui hay cười rạng rỡ mà lại là ngậm cười ạ? Thưa cô, thấy ví dụ một cái tiếng cười cái là guffaw hay là to laugh nó màu dứt lắm. Còn thế ví dụ như cái người mà ví như là Le Joconde của Leonardo da Vinci không? Dạ. Ông vẽ cái cô có cái miệng cười Mona Lisa đó. Le Joconde đó. Dạ. Mona Lisa. Mona Lisa đó. Dạ. Thì là
cô thấy nó tồn tại với thời gian, nó vĩnh viễn với thời gian, chứ mà Vì cô nó cụ hàm te nó cụ te ra là nhà quý vị đó có ai thèm mua cái bức tranh đó bao nhiêu tiền đâu. Vì thế cho nên cái ngậm cười nó chín suối như thế này, tức là bày tỏ một sự hài lòng đó, chứ không phải là oan ức đâu. Chứ nên thành ra cái khi mà gọi âm người chết trái với ngậm cười như chín suối là chết mà còn oán, thì nó không phải là ngậm ngậm cười mà ngậm hờn. À, nếu mà ngậm cười tức là mình thấy rằng nó mình tưởng nó vậy chứ ai vậy nó được, ok cười mà không có cười ha 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 cười như kiểu La Joconde của Leonardo da Vinci, ok. Mà nếu mà quý vị tức quý vị giận, quý vị ngậm hờn chứ quý vị không ngậm cười. Vâng, là nuốt cái hận ở trong người phải cố gắng đi, nhưng mà trong lòng cũng không giữ được, không mất được cái oán hận, cái thù ghét ở trong đó. Phải công nhận là tất cả các quý vị truyền thông cũng như là các nhà mà gọi là am tường về nghệ thuật, họ đã nâng cái nụ cười hàm tiếu của Mona Lisa lên thành một cái nụ cười mà rất 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 là đẹp. Dạ, bất hủ và coi như là vĩnh viễn. Mà riêng với Thanh Giang á, thì Thanh Giang phải ngậm bồ hòn là bởi vì khi Thanh Giang được dịp viếng cái bảo tàng Louvre ở bên Pháp để mà chiêm ngưỡng cái bức tranh đó đó. Sau khi mà chen chúc với lại rất là nhiều người trong cái đám đông hằng hà người đó, đến nơi thì cái bức ảnh nó rất là bé. Có lẽ là nếu mà quý vị muốn chiêm ngưỡng cái nụ cười của Mona Lisa, mình ngồi ở nhà, mình bật tivi lên mà tivi thông minh có thể nối kết được với lại trang mạng mà chiêm ngưỡng nó, thì quý vị sẽ không có bị thất vọng. Thay vì mình phải bỏ tiền ra để được đi vào trong bảo tàng, chen chân, thích cánh với những người khác, để rồi cuối cùng ngậm bồ hòn đi về. Mà nói đến cái chữ ngậm bồ hòn, thưa giáo sư, ngậm bồ hòn có nghĩa là gì ạ? Đáng lắm quý vị, bồ hòn đáng lắm. Thành ra nếu mà cái mà nó ngậm bồ hòn là cái ngậm trái đắng đó, đắng lắm. Thành ra quý vị, nếu mà có dịp thì ở nhà quê quý vị đi tìm cái bồ hòn mà quý ngậm thử. Sinh càng. Họ kêu là ngậm bồ hòn làm ngọt đó. Thế ha, là mình phải ráng mình chịu, trời ơi nó đau đớn nó khổ sở với nghề vậy mà mình phải cố gắng mình nó ngon đó, nó hay đó, nó mà ruột nó tơi bời nát bét như tương, nó người ta nói ngâm bồ hòn làm ngọt là vậy. Thì cụ Nguyễn Du đã có hai câu là sinh càng nát ruột tan hồn, chén mời phải ngậm bồ hòn giáo ngày. Thì là thành ra cô thấy là phải cầm cái là ngậm đắng nuốt cay đó, phải cố gắng phải chịu đựng. Thành ra cô thấy tất cả những cái mà cụ Nguyễn Du nói trong này là ẩn ý một cái sự đau đớn khùng cùng cơ. Trải qua tam bách dư niên hậu, thiên hạ hà nhân khóc tố như. Không biết 300 năm sau có ai biết mà thông cảm cho ta, mà khóc cho ta một giọt nước mắt hay không? Quý vị thấy, mấy lần cả trăm tác giả nói về Nguyễn Du, không chưa ai khóc hết. Chưa ai khóc về trong Nguyễn Du một giọt nước mắt cả. Vì vậy cho nên tôi nói, vấn đề mà nghiên cứu về Nguyễn Du mà về văn chương là dư thừa rồi. Chúng ta phải nhìn cái khía cạnh của Kiều qua khoa khía cạnh của xã hội học, tâm lý học. Để làm gì? Để hiểu được cái tâm trạng đau đớn, cùng cực, khổ sở, ai oán, thù hận đủ thứ hết, là căm ghét trong cái tâm trạng của nàng Kiều tiêu biểu cho Nguyễn Du. Dạ, cảm ơn giáo sư. Thế bây giờ nếu mà mình nói tóm tắt lại, bởi vì nếu mà mình nói về Kiều thì có lẽ là đã có biết bao nhiêu cuốn sách viết về những cái để mà có góp lời bàn vào chuyện Kiều. Thì bây giờ nếu mà mình có thể được thì mình thấy tóm tắt lại cái chuyện Kiều là tại sao lại lôi điển tích của người Tàu vào, hay là bởi vì ở vào thời gian của cụ Nguyễn Du thì chỉ có điển tích của người Tàu thôi? Không phải chỉ có, thưa cô, tôi trình bày với cô rồi, 1.000 năm đó họ dân Tàu họ học toàn cái dân tử, ngay cả cái Đoàn Phú Tứ là người mà đi theo cái gọi là văn 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 cái xu hướng và thơ mới rồi, các vị thấy trong cái bài thời gian của ông ta, sáng nay chiến tranh xanh trong gió xanh dịu hương vương vấn thoảng xuân tình, để cho thể tầng phía ta dân nặng dân tặng nàng trời mây phản phất nhóm thời gian đi, toàn là tiễn tích của tao không
có Tần Phi rồi một chiếc da vàng. Cô ấy những cái đó là cái gì? Đó là những điển tích của tao. Vì vậy cho nên mình không có trách được cái thời gian đó, cũng giống như thế bây giờ ở bên Việt Nam. Mình không có trách giới trẻ, không trách những người ở Việt Nam được, bởi vì họ 40 mấy năm rồi, mà mới chỉ 40 mấy năm thôi thì quý vị thấy đó, đã chỉ bị ảnh hưởng như thế nào, không gì 1.000 năm. Cảm ơn giáo sư Trần Ngọc Dụng rất là nhiều. Rất tiếc chúng ta không còn thì giờ nữa. Chúng tôi một lần nữa mong rằng quý vị tìm thấy được một chút nào ý nghĩa trong những cái cuộc nói chuyện của Thanh Giang đối với cùng với giáo sư Trần Ngọc Dụng trong chương trình Văn hóa Giáo dục. Và xin gửi lời chào đến giáo sư Trần Ngọc Dụng. Dạ, kính chào quý cô Thanh Giang. Kính thưa quý vị, chúng tôi bàn chuyện lục tung, có điểm gì, có chịu gì sai sót, xin quý vị nên tình tha thứ. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Kính chào quý vị. Thanh Giang xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần tới.